Xin được kính chào toàn thể các quý vị, tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh nha. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn được bình an trong cuộc sống. Và mọi người hãy trước khi vào những cái thông tin thì mọi người cho mình xin ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì dạo gần đây cái câu chuyện lùm xùm xảy ra đó giữa thầy Thích Chân Quang cũng như là cộng đồng mạng và những người yêu mến thầy Minh Tuệ. Thưa mọi người, thì cái lý do mà ngày hôm qua mình đăng tải một cái video liên quan tới một vị giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thì bác này ấy, rất là nhiều năm nay mình cũng đã rất là hâm mộ, mình cũng đã rất là tán thán cái việc mà bác giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về bác Hồ. Bởi vì chúng ta là cái thế hệ trẻ, chúng ta cũng chỉ nghe bác Hồ qua đài báo hay là gì đó thì chúng ta cũng nghe rất nhiều. Thế nhưng mà để mà cái câu chuyện đi sâu vào lòng người mà thực tế thì chỉ có bác Hoàng Chí Bảo, bác ấy mới thực ra là bác ấy kể rất là hay, một cái giọng rất là truyền cảm. Thế nhưng dạo gần đây khi mà xuất hiện ra thầy Minh Tuệ, mọi người nhá, khi mà xuất hiện thầy Minh Tuệ thì thầy đúng là như một cái gương chiếu yêu. Thầy đã làm ra rất là nhiều ma tăng đó, thầy đã cho ra rất là nhiều, nó lòi ra rất là nhiều những cái gọi là ma tăng đó, đội lốt người. Và thật sự với quý vị là khi mà đã lộ ra rồi ấy, thì nó lại dây mơ dễ má, nó lòi ra rất là nhiều người. Cho đến hôm nay thì chúng ta mới hiểu được những cái việc mà chúng ta nên làm hay không nên làm. Ví dụ như là cúng dường, chúng ta có nên làm hay không đó, ví dụ như là đến chùa công quả các kiểu, chúng ta có nên làm hay không. Đó là một cái điều mà thầy Minh Tuệ đã cho chúng ta thấy có nên làm hay không, đúng không mọi người? Thế cho nên là đến hôm nay mình cảm thấy là rất là vui, rất là vinh dự, mọi người phải nói là rất là vinh dự khi mà thầy Minh Tuệ, thầy xuất hiện thì đã cho chúng ta thấy được cái giá trị nó liên quan tới Phật Pháp. Thật sự mà nói là đến chùa thì chúng ta vẫn cứ đến bình thường, không sao cả. Đến với Phật thì chúng ta đến. Thế còn để mà như ngày xưa sâu sắc cái kiểu như là cúng dường thật nhiều, chắc hẳn mình nghĩ là bây giờ nó sẽ ít đi rất nhiều. Bởi vì có quá nhiều người đã ngộ nhận ra được cái điều đó. Thế lý do tại sao đến hôm nay mà thầy, xin lỗi quý vị, mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lại bị dân tình người ta bức xúc rất là nhiều khi mà đã lên tiếng nói giáo sư. Vì trong cái thời điểm vừa qua thì giáo sư lại đi tán thán, giáo sư lại gọi là nói Thích Chân Quang là giống bác Hồ, và đã thế lại còn rất là bức xúc cái câu nói. Có nhiều người bức xúc cái câu nói khi mà ông Hoàng Chí Bảo nói là thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta đó. Cái câu đó là làm cho mọi người rất là bức xúc, bởi vì là đã gọi là một trụ trì một cái chùa thì nó cũng chỉ là đối với các Phật tử thì nó cũng chỉ là một số là như vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói mà thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta thì nghe chừng là nó không đúng, đúng không mọi người? Không thể nói của chúng ta được. Cái câu của chúng ta ấy thì chỉ có bác Hồ mới là của chúng ta thôi. Đấy, chỉ có bác Hồ thì mới nói được cái câu bác Hồ Chí Minh của chúng ta thì nó mới là đúng. Chứ còn không thể nào mà nói thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta được. Điều đó là điều không thể. Cho nên đến hôm nay lý do tại sao ông Hoàng Chí Bảo bị tất cả cộng đồng mạng lên án rất nhiều. Mình chỉ đang phân tích thôi nhé mọi người. Mình đang phân tích câu chuyện ra để cho tất cả mọi người chúng ta hiểu đâu là cái chúng ta nên tán thán và đâu là cái chúng ta không nên tán thán. Bởi vì ấy, cái người mà bác Hoàng Chí Bảo ví thì lại là một ông sư rất là bình thường, lại đi ví là có rất nhiều cái đặc điểm giống bác Hồ.
Nói thật với quý vị này này, nếu để nói giống Bác Hồ nhá, nếu để nói giống Bác Hồ, mọi người phải tìm về cái ông ở trên Yên Bái, ông ấy giống hệt Bác Hồ luôn. Thế nhưng mà nói thẳng với quý vị là làm sao đủ tuổi để mà bì với lại Bác Hồ được, đúng không? Chúng ta không thể bì với một người sư bình thường, với một vị lãnh tụ như Bác Hồ. Cả thế giới người ta còn sợ, người ta còn nể vì 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 cái tài của Bác. Một con người toàn diện, nói thẳng với quý vị là một con người cả thế giới người ta ngưỡng mộ. Thì cho nên là làm cái gì thì làm, chúng ta ấy không được phép ví ai với Bác Hồ được. Nói thẳng với quý vị là không thể ví được, ví như vậy là không được và nó nguy hiểm đấy. Khi mà ông Hoàng Chí Bảo ông ví Thích Trân Quang giống Bác Hồ, thế thì ông cả cái hội trường đấy coi như là vỗ tay rầm rầm đấy. Sau đó là ông Trân Quang cũng rồi thích quá là cúi xuống, gọi là hớn hở vui mừng. Nói thẳng với quý vị là đến bây giờ thầy Minh Tuệ đã làm cho chúng ta, đã khiến cho chúng ta ngộ nhận đấy, giác ngộ ra rất nhiều vấn đề, đúng không mọi người? Giác ngộ ra quá nhiều cái vấn đề trong cuộc sống này. Thế thì nhân đây mình cũng xin nói với quý vị là chúng ta hãy giúp đỡ cho người nghèo. Đó là một cái việc làm đầy nhân văn và một cái việc làm mà chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta cảm thấy cho đi được hạnh phúc thì người nghèo người ta còn cảm ơn ta gấp trăm gấp tỷ lần. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ như chúng ta mà cúng dường vào chùa ấy, không những mất tiền mà đến là còn phải cung kính người ta. Đấy. Rõ ràng cho tiền họ nhưng mà chúng ta phải cung kính người ta. Đây là một cái điều mà hiển nhiên. Đấy. Cúng dường sau đó họ mua xe, mua nhà. Rồi chúng ta đến chúng ta vẫn phải quỵ lụy, chúng ta vẫn phải ABCDE, nó nhiều cái nó khó. Cho nên ấy, hãy làm những cái việc, chúng ta hãy làm những cái việc mà chúng ta thích. Ví dụ như là cứ nghe ông Minh Tuệ, kể cả kẻ thù xin ta cũng cho, không cứ phải người nghèo, ai xin đều cho, nếu mà mình cảm thấy mà hạnh phúc thì mình cho. Đấy, đây là cái điều mà chúng ta phải nên học hỏi từ thầy Minh Tuệ. Đến bây giờ thì cái gương của thầy vẫn tiếp tục sáng loáng, vẫn tiếp tục soi ra nhiều cái để mà cho chúng ta được biết và được học hỏi. Đến ngày hôm nay thì mình nhận ra được rất nhiều điều từ những cái việc mà chùa chiền, hay là từ những cái việc mà làm có nên cúng dường hay không nên cúng dường kiểu như vậy. Thì bây giờ chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải cân nhắc. Đừng có để cho những cái người mà đi theo lợi dụng Phật pháp để mà làm ảnh hưởng tới bà con nhân dân. Người ta kiếm được đồng tiền người ta cũng vất vả lắm quý vị. Đấy. Người ta kiếm được đồng tiền thì người ta cũng cực kỳ vất vả chứ không phải là dễ ăn đâu. Cho nên là chúng ta hãy sử dụng cái đồng tiền của chúng ta nó đúng mục đích và nó đi theo đúng cái quỹ đạo, đúng chiều hướng của nó, thì cái phước của chúng ta ấy nó vô lượng quý vị ạ. Cái phước của chúng ta nó vô lượng. Bây giờ những đầy chỗ mà người ta còn nghèo còn khổ lắm quý vị ạ. Đấy, có chỗ thì bây giờ đi lại toàn bộ là đường, toàn đường đất, mà đi qua sông thì bây giờ vẫn phải leo bằng dây. Đấy, những cái chỗ đấy thì tại sao lại không nghĩ tới? Những cái chỗ đấy là những cái người nào mà nhà giàu có tiền đến đấy giúp cho bà con nhân dân, thì cái cây cầu đó nó sẽ mang, nó vang mãi tên của chúng ta. Những cái cầu đó nó vang mãi tên của chúng ta luôn, không bao giờ mờ. Thế còn vào chùa ấy, nói thẳng với quý vị là chúng ta vào chùa chúng ta cúng dường đến là 10 tỷ thì cũng chỉ có Phật tử tăng ni trong đó biết là ông đó ông A ông B ông cúng vào đây 10 tỷ chẳng hạn. Đấy, chứ còn nó thật sự mọi người này này, Phật là để giác ngộ chứ không có tâm linh đâu nhá. Mọi người phải nhớ cho mình là cái điều đó. Phật là để chúng ta giác ngộ, chúng ta học để mà chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được nhiều thứ từ Phật. Đó chứ không phải là
Phật là tâm linh hay là một cái gì, một cái nào đó chúng ta để chúng ta được phước, không có đâu. Được phước hay không được phước là do tất cả chúng ta. Giúp người nghèo là phước vô lượng này. Đấy. Giúp người nghèo là phước vô lượng luôn chứ không phải là đơn giản. Thế còn chúng ta tự tham sân si thì chúng ta sẽ khổ. Nếu chúng ta bớt bỏ hết tham sân si thì chúng ta sẽ ngộ nhận ra được rất là nhiều điều. Ví dụ ai ngộ định định ra tay với mình kệ. À, kiểu như ông Minh Tuệ bị đánh nhưng ông vẫn cười đó. Thế thì là mọi người phải hiểu là không tham sân si nó sẽ hết khổ. À, tự nhiên nó khác rất là nhiều phước luôn. Còn đến hôm nay thì tại sao mình vẫn nói cái lý do là ông Hoàng Chí Bảo, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thì đến hôm nay là ông ấy nói là thầy Thích Chân Quang của chúng ta đó có rất nhiều điểm tương đồng, tức là giống với lại Bác Hồ. Đấy. Thế thì sau nhà báo đến phỏng vấn cái ông ấy chối bỏ hoàn toàn. Ông bảo là cái này là do cái công nghệ của mạng bây giờ nó cắt ghép rất là giỏi. Thế nhưng mà hiện tại quý vị cứ vào nghe đi. Cắt ghép thì nó sẽ giật giật cái hình ảnh và cái câu nói nọ bắc sang câu nói kia, không không bao giờ ghép được. À, cái bản bản gốc của nó thì đương nhiên là lúc nào cũng chuẩn chỉ 100%. Ông ấy lại bảo là đi mạng mẹo nó cắt ghép, nghĩ có khổ không mọi người. Thế thì chúng ta thì ông ấy coi ông tán thán hết lời ông Thích Chân Quang thì lấy đâu ra mà cắt ghép. Cho nên là càng như vậy thì nhân dân người ta càng phẫn nộ, có thế thôi. Càng như vậy thì ông Hoàng Chí Bảo càng khổ. Giá như bây giờ ông lên ngay mạng, ông làm một bài đính chính đúng mọi người. Ông làm một bài đính chính luôn là tôi thì ví dụ như là bước chân tới đó thì thật sự là tôi cũng là một người yêu mến đạo Phật chẳng hạn, đúng không mọi người? Thế thì tôi cũng tìm một cái con đường gọi là đến chùa để mà cũng muốn tu tập, để mà học hỏi, để bớt thế nọ với tham sân si đi, để trong cuộc sống này nó sẽ có nhiều cái nó tốt lên. Thì tôi tìm, đầu tiên là tôi tìm đến chùa của Phật Quang. Thế nhưng mà thật sự là tôi cũng chẳng tìm hiểu về đời tư của ông Quang để làm gì. Giờ thì tôi đến đó thì nói thật với quý vị là ai chả vậy. Đến đó thì ai cũng phải nói chuyện, rồi cũng phải tán thán ca ngợi trụ trì của mình. Thì tôi cũng có những cái lời đó, thì sau này không nghĩ là ông Trần Quang ông lại như thế. Thì những lời tôi nói ra đó thì có rất là nhiều câu mà nó sai. Tôi mong mọi người trên cộng đồng mạng hãy bỏ qua để cho tôi rút kinh nghiệm. Thì đó là một cái câu nói rất là đơn giản thôi. Thế nhưng lại không nói lại, đi chối cãi lại bảo dân mạng người ta cắt ghép. Thế thì ông này là khổ. Càng nói như vậy thì dân mạng người ta càng bức xúc. Đúng không quý vị? Càng nói như vậy thì dân tình người ta càng bức xúc, chứ chả có cái lý do gì là người ta tán thán cả. Bây giờ cái gì cắt ghép được, chả nói cắt ghép hình ảnh thì cắt ghép được quý vị ạ. Còn những cái câu nói đấy thì vẫn cắt ghép bình thường, nhưng ấy, để mà nói cắt ghép không bao giờ nó suôn sẻ một luồng đi như thế. Nó sẽ bị giật hoặc là bị nó khác kiểu đi. Đó, cắt ghép thì ai chả cắt ghép được, nhưng nó sẽ không thành một cái luồng thẳng như vậy được. Luôn mồm là thầy Thích Chân Quang của chúng ta ấy, rồi là thầy là một con người thế nọ thế kia, đức độ, coi như là nhìn khuôn mặt của thầy rất phúc hậu. Quá nhiều câu nói. Đến bây giờ thì đấy, nói thẳng với quý vị là đã bảo là khi mà dây đến những cái gọi là liên quan đến thầy Minh Tuệ, liên quan tới những người yêu mến thầy Minh Tuệ thì chỉ có khổ thôi. Đấy, người ta sẽ lôi ra hết. Chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu mọi người. Không đơn giản một chút nào. Đúng không quý vị? Cho nên là mọi người hãy tiếp tục ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ cho Vượng Hạnh để mà mình sẽ tiếp tục lên tiếng, mình nói.
những cái vấn đề mà liên quan tới thầy Minh Tuệ cũng như là liên quan tới những người mà gọi là lợi dụng Phật pháp đó mọi người, để mình có động lực mình làm tiếp video cho mọi người chúng ta cùng nghe nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.